Tin chuyển nhượng hôm nay, Man City sắp có Cancelo. Arsenal đã đạt thỏa thuận với AS Saint-Étienne về vụ chuyển nhượng hậu vệ William Saliba. MU phải hạ giá bán Rojo là những tin chuyển nhượng nóng nhất 24 giờ qua. Đến với tin bóng đá quốc tế, theo Total Sport, Man City đã đạt thỏa thuận chiêu mộ hậu vệ Joao Cancelo của Juventus. Trước đó, huấn luyện viên Maurizio Sarri đã đồng ý để Cancelo ra đi do không tương thích với phong cách chơi ông đề ra. Sarri muốn thay Cancelo bằng một trong hai cái tên Kieran Trippier Tottenham hoặc Eusebio Huissas Napoli. MU gây sốc với Bakayoko. Theo RMC, MU đang định gây sốc bằng việc chiêu mộ tiền vệ Chelsea tiềm ô Bakayoko. Tiền vệ 24 tuổi người Pháp gia nhập Chelsea từ Monaco năm 2017 với giá 40 triệu bảng nhưng chơi không đạt kỳ vọng dưới thời Antonio Conte và bị đem cho AC Milan mượn sau đó. Sau khi hết hạn mượn, Bakayoko trở lại Chelsea với ớ hiện cùng đội bóng du đấu ở CH Island. Đây được coi là cơ hội để tiềm ô Bakayoko chứng tỏ mình với tân huấn luyện viên Frank Lampard. Ông Lampard cũng sẽ nhân cơ hội này đánh giá xem Bakayoko có phù hợp với các kế hoạch của mình ở Chelsea mùa tới không. Arsenal đã đạt thỏa thuận với AS Saint-Étienne về vụ chuyển nhượng hậu vệ William Saliba khi đồng ý chi ra khoảng 30 triệu euro. Cầu thủ 18 tuổi sẽ là tân binh thứ hai của Arsenal trong hè này nhưng nhiều khả năng sẽ ở lại Saint-Étienne mùa tới để tích lũy thêm kinh nghiệm. MU nhiều khả năng sẽ phải giảm giá bán hậu vệ đa năng Marcos Rojo do không có câu lạc bộ nào chịu bỏ ra 25 triệu bảng như họ yêu cầu. Ngoài ra, Rojo cũng sẽ phải chấp nhận giảm khoản thu nhập 8 triệu bảng trên năm đang nhận ở Old Trafford. Leicester City chính thức hoàn tất việc mua đức tiền vệ Yuri Tielemans từ AS Monaco với giá kỷ lục của câu lạc bộ, 40 triệu bảng. Tielemans là tân binh thứ 3 mà huấn luyện viên Brendan Rodgers đón về ở hè này sau James Justin và Ayo Perez. Hậu vệ người Brazil Philip Luiz đang đàm phán trở về quê khoác áo câu lạc bộ Flamengo theo dạng chuyển nhượng tự do. Trước đó, giao kèo giữa anh và Atletico Madrid đã kết thúc vào cuối mùa giải 2018-19. Higuain từ chối rời Juventus. Sky Sport Italia loan tin Gonzalo Higuain không muốn rời Juventus dù đội vô địch Serie A rất muốn bán anh để chiêu mộ một tiền đạo khác. Higuain đã trở lại Juve sau khi hết hạn cho mượn ở Chelsea. Anh đã thuê huấn luyện viên thể lực riêng để luyện tập và tin rằng có thể thuyết phục được ông Sarri là mình đủ sức chơi tốt. Juve đang tìm cách đẩy Higuain sang Roma nhằm chiêu mộ tài năng trẻ Zaniolo từ chính đội bóng thủ đô. Nhưng Sky Sport Italia cho biết Higuain thậm chí không nghĩ đến chuyện chấp nhận đề nghị của Roma. Chân sút Argentina vẫn còn 2 năm hợp đồng với Juve. Dấu hiệu cho thấy Pogba sẽ ra đi. Một đoạn video quảng bá trên Twitter của trang chủ MU đã cho thấy tiền vệ Paul Pogba tỏ ra không vui vẻ trong chuyến hội quân của câu lạc bộ. Anh đã có màn xung đột với người bạn thân Jesse Lingard và suýt lao vào ăn thua với cầu thủ này. Rất may là Victor Lindelof gần đó đã kịp can thiệp nên không có sự cố nào xảy ra. Hình ảnh trên càng làm dấy lên tin đồn Pogba đang muốn ra đi để tìm thử thách mới. Ngày hôm qua, truyền thông Tây Ban Nha còn tuyên bố việc Pogba trở lại MU là do Real giật dây để tránh làm tổn hại tới mối quan hệ giữa hai câu lạc bộ. Real hiện đang muốn đàm phán chiêu mộ tiền vệ người Pháp. Trong khi đó, Pogba cũng muốn tới đây để làm việc với huấn luyện viên Zinedine Zidane. MU gặp khó trong thương vụ Everton Soares. Theo tờ The Times, MU đang muốn chốt nhanh thương vụ Everton Soares. Tuy nhiên, câu lạc bộ Grêmio đang làm khó quỷ đỏ trong thương vụ này. Cụ thể, đội chủ sân Old Trafford muốn đàm phán giá chuyển nhượng cho Everton, nhưng Grêmio kiên quyết muốn họ phải bỏ 80 triệu euro để kích hoạt điều khoản phá vỡ hợp đồng của cầu thủ 23 tuổi. Everton đã nổi lên từ giải Copa America 2019. Anh có lối chơi xông xáo và đã góp công lớn giúp Brazil vô địch giải đấu này. Everton thi đấu ở vị trí cánh trái. Anh hứa hẹn sẽ giúp cho hàng công của MU trở nên nguy hiểm hơn nếu tới đây.
Ed Woodward bị chỉ trích vì không theo đuổi Tielemans. Tiền vệ Yuri Tielemans từng được liên hệ với MU trong suốt kỳ chuyển nhượng mùa hè. Tuy nhiên mới đây, cầu thủ 22 tuổi đã chính thức ký hợp đồng 4 năm với Leicester với mức phí không được tiết lộ. Nhưng theo một số nguồn tin, giá của anh rơi vào khoảng 40 triệu bảng. Việc MU để mất một tiền vệ tài năng như Tielemans đã khiến cổ động viên MU khó chịu. Họ đã thi nhau chỉ trích phó chủ tịch Ed Woodward vì bỏ qua trường hợp của ngôi sao này. Một cổ động viên bóc máy: 40 triệu bảng và Tielemans chất lượng thật đấy, nhưng chúng tôi đang cố ký hợp đồng với Longstaffer. Một người khác nói thêm: MU nên cảm thấy xấu hổ vì không cân nhắc trường hợp của Tielemans. Thêm một cổ động viên nữa gay gắt: những người đang điều hành MU thật điên rồ. Tielemans đã gây sốt trong cả mùa hè và giờ họ để cậu ấy sang Leicester với giá 40 triệu bảng.